Xin chào cả nhà. Hôm nay giới thiệu anh em cây len siêu cổ. Gọi là từ 10 năm trên máy ảnh bây giờ mới thấy một con len cổ như thế này đó. Đấy, con này gọi là con Heloma. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy chữ ở đây là chữ Heloma 150 F3.2. À, con này dòng len này là dòng cho dòng máy loại cái loại gọi là la format, tức là loại kích cỡ lớn ấy, còn hơn cả medium loại 4.5 ấy. Đấy, mọi người nhìn thấy cái ngàm của nó, sau nó sẽ ở cái sau sẽ thấy cái ngàm này là ngàm ngàm ren. Con này nó hiếm gặp đến cái mức mà Google gần như không có thông tin luôn, chỉ có thấy duy nhất một con này ở bán ở một bán là bởi một ông ở người Nhật đấy khuân về đấy, với giá là 2.000 yên. Chưa kể tiền ship, lại ship con này cũng mất khá nhiều. Con này nhìn mọi người nhìn đây nhưng mà gần như là nguyên kim loại và mất gần 1 cân để ship được từ từ Nhật về đây. Đây là cái lá khẩu của con này. Đấy, riêng cái bộ khẩu của nó là phải đến gần khoảng 20 lá. Mọi người có thể nhìn thấy là gần như là tròn vỉn đây. Một lá khẩu này bằng kim loại. Nhìn kỹ hơn mọi người sẽ thấy là có một số chỗ nó bắt bóc sơn thì thấy nhìn ở phía trong của nó là hoàn toàn bằng đồng. Đấy, mọi người nhìn thấy đấy, cái lá khẩu của nó mà làm bằng đồng cộng với thép. Con này chắc phải tuổi đời phải đến mấy chục năm. Đấy, không biết không có thông tin thì không biết chính xác là sản xuất năm nào. Đấy, tuy nhiên là cái kính của nó ấy, thì được cái là nó vẫn trong. Đấy, vẫn không hề xước sát, vẫn rất là trong. Chỉ có điều là cái dòng này thì kính của nó là kính đơn quát. Đấy, mọi người có thể mở rộng ra cho mọi người nhìn thấy đây. Đây thêm một cái là cái cây nữa, anh sẽ thấy tên của nó là tên là Heloma. Đây một cái hãng này không biết ở đâu nhưng mà cây là cây rất là cổ. Đấy, xin giới thiệu mọi người một cây len siêu cổ.